Vì em ở bên thì đạn nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì cái nổ vừa vừa đúng không? Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đấy xin anh nhá. Ờ, cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Anh không có gì vui. Nói đại đi để cho chị với anh Huyền Linh học hỏi. Mẹ chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ rồi, chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Em tâm hồn của em á. Trời ơi, là sao? Tự ăn cứ buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? Cái mà vừa mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tân. Sao dễ quá vậy Tân? Thì đêm nó ngủ làm gì? Không phải nên hoàn thành như vậy đâu. Thế nó sao? Thì có làm À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Ninh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom không, đơn vị. Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem anh nhá. Ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? Thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải nó có gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa sao gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi rồi. Bị già trước tuổi đó hả? Dạ dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi, không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè, mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn em phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng.
Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một con là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mấy bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được, tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót được không xem. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm nó lộ quá đây. À có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được, mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc thì 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, em gái. Dạ, em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ở Xuân Độc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. Cả 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á, nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á, thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn dạ. Sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên không cơ có đấy anh. Không có đâu. Đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn là khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ, cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Kéo màn lên. Ừ,
Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó và tròn như thế này em mới thích. Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào ở đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Ừ. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè. Cũng hai đứa con gái nè. Vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng còn mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói ấy, thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình á, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy. Thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn. Chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị. Những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1 2 3. Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Đấy. Nắm tay nhau nào, nắm tay nhau nha. Đừng rời xa nhau nha. Từ trước tới giờ là quý vị chắc là cậu hay đưa ra những câu hỏi thắc mắc. Bởi vì chương trình Mà Muốn Hẹn Hò thì đã có rất nhiều cặp đôi lên đây ngồi và đã bấm nút và đã đi đến hôn nhân và thậm chí là sanh con đẻ cái. Cháu chắc chúng ta bây giờ rất là nhiều. Nhưng nhiều người thắc mắc là sau khi mà họ bấm nút trên cái sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò đúng này rồi thì họ về họ làm cái gì? Đúng rồi. Hẹn hò đầu tiên như thế nào? Sao? Có người thứ ba nào xuất hiện trong cái câu chuyện tình của đúng họ rồi không? Rồi nó có trục trặc hay gì xảy ra, có cãi vã, nói chung là nhiều vấn đề mà rất nhiều người tò mò. Tôi cũng tò mò nữa, không biết sau đó họ làm gì. Hôm nay thì tôi nghĩ rằng có một cặp sẽ đại diện cho rất nhiều cặp đó. Chúng ta sẽ chào đón anh Văn Tân và chị Mỹ Phượng. Đây đây, hôm nay là ngồi đây chứ không được bên kia đâu, ngồi xuống đây đi. Một tràng pháo tay chào đón đôi gọi là vợ chồng son. Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017. Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây á, mà mình hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên á, là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8. Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó
ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó, đó là mình có nghĩ là mình cưới không hay là chưa, chỉ bấm vậy thôi. Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm thấy cưới thì cũng chưa thực sự, nhưng mà sau khi ghi hình xong đến khi em xuống và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng một tuần là em xác định là sẽ tiến tới với vợ em bây giờ. Bây giờ thì em vẫn hiện đang là công tác là trợ lý quân khí của trường 3, sườn 9, quân 4 ạ. Nằm ở đang đâu? Đang ở Xuân Lộc Đồng Nai. Rồi, em gái, bây giờ là em đang công tác ở đâu? Dạ, cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở Nhân Trạch, một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số. 90 cây số. Dạ. Rồi bây giờ? Dạ, bây giờ thì em theo chồng em. Theo rồi hả? Anh kiếm được công việc cho em làm rồi hả em? Em kiếm một công ty gần đó em làm ạ. Hay quá. Đó quý vị thấy không? 90 cây số khoảng cách như thế, hẹn hò không là gì cả. Để ở gần bên chồng hơn, tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít. Tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi, thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em. Vừa cái lúc mà ghi hình á, khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á, em nhìn Tân lúc đó là cảm giác thế nào, nói thật đi nha. Dạ thực sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ là em sẽ cưới. Tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm, ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó đàng hoàng một tí, chứ không có phải là tự dưng mình đi cưới nó như thế này, nhanh gọn quá đúng không? Nhanh gọn quá. Em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em đó, thì đôi khi em cũng lo lắng là không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó. Thì em chỉ bấm nút là ở đây tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau. Chứ cũng không ngờ là cưới. Dạ thực sự là em không có ngờ. Từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện? Dạ ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn. Chà, quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha. Hôm đó là bọn em đi cà phê ở gần đây, rồi sáng hôm sau là anh về anh chào mẹ em luôn. Hả? Trời ơi. Tới cà phê thì có hai người hay là có nhiều người? Dạ có hai người. Rồi câu đầu tiên anh nói em là gì? Dạ không, em nói. Em nói trước hả? Em nói gì? Em hỏi chứ, ủa anh ơi, những điều anh nói lúc nãy á, là có đúng hay không? Có thật sự là vậy không? Thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó. Chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là anh, những điều đó là anh nói là toàn là sự thật. Giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em vậy đó. Rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó, là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa? Dạ chưa chồng. Chưa, sao em dắt về nhà gặp mẹ? Dạ tại vì chồng nói là chồng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, chứ còn không mà sau cái ngày hôm nay thì phải 3 tuần nữa chồng mới được nghỉ. Thế là thôi về cho mẹ xem. Dọa em đó chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó. Nhưng mà Tân. Dạ. Khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em, em nói câu đầu tiên gì em nhớ không? Nếu mà nói để tỏ tình này, tỏ tình với vợ thì em thì cũng chưa nói. Nhưng chưa mà luôn. Thực sự thì bọn em thì là vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện qua lời nói của em ấy, thì vợ em cũng rất là hiểu và cảm thông cho em, nên là cái sự tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào? 3 tuần sau em có về thăm vợ em ở nhà một lần, và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi. Thì tôi hỏi hôn nữa. Thì đó thì là đi em mang kẻ thì là lên đơn vị mới hôn. Vâng, lên đơn vị. Nên đơn vị cuối tuần em ở lại chờ kỳ đơn vị thì mới hôn. Rồi nhưng mà lúc mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó, dạ, thì là cái nhận xét, cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào? Theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính, nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường và rất là quý em. Bao lâu sau thì em mới dắt cổ về gặp gia đình em? À, thực sự gia đình em thì là bố mẹ đang ngoài Bắc á. Đến khi cưới thì bố mẹ mới biết. Chỉ gặp bên nhà gái thôi, dạ. Còn nhà trai là lúc cưới. Dạ, vậy vâng. Là em xin phép cưới là em xin qua điện thoại. Dạ. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy? À, thì có cái lý do gì không? Như em có nhớ, em có xem chị có nói, có quen một số bạn mới điện thoại đến là yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi, chứ để lâu thì nó... Thì ta 3 đến 6, còn em... Thì em 3 tháng mà. Từ quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26, 11 em mới cưới mà. Nhưng mà em quyết định, cái khi mà em mà quyết định cưới đó đó. Thì em quyết định cưới là sau khi em quay một tuần, sau khi em quay một tuần thì thành cũng 3 tháng. Nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng. Dạ. Cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á.
em gái của em thì mới nói là chị hai, em xem bói với chị hai á, năm nay là 26 tuổi là chị hai cưới, mà người này là do mai mối mà ra. Thực sự là em không có tin về cái điều này tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em, và chồng em nói ờ thôi mình cưới đi chồng. Ấy thì mình nói ôi chắc đây là cái duyên hay sao, đúng rồi thì bói nói năm nay mình cưới mà chắc đúng là chồng mình rồi đó. Rồi thứ hai nữa, trước khi quay là em bị cancel 2-3 lần quay lịch quay lận, thì tới lần thứ ba thì em mới gặp lại chồng em. Đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em. Nói thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Anh dụ sao em? Dụ ra đâu? Em kể kể cái dụ sao? Không phải là dụ cái gì, nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều á thì bây giờ mình cưới nhau đi. Bây giờ khi cưới á là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn. Thì thay vì mình chưa kết hôn thì 3-4 tuần thì chồng mới nghỉ, mới về thăm vợ một lần. Thì bây giờ cưới thì cuối tuần là chồng về thăm vợ. Thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm. Thế là em nói là thôi chắc duyên số rồi đó, thôi cưới đi. Đêm tân hôn có gì vui không? Đêm tân hôn của em thì nó hơi... nói ra ngại quá. Nói đại đi để cho chị với anh Quyền Linh học hỏi. Hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ. Bọn em là mệt lã rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ, ngủ một giấc đã đời. Xong rồi tối hai đứa đi ăn. Ăn xong về cái bánh răng là chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ rồi. Chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Là đêm tân hôn của em à. Là sao? Từ đám cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? Sao vậy Tân? Sao hai cái mà vừa mà ấy mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tân? Sao không dễ quá vậy Tân? Thì đêm nó ngủ là nghỉ. Ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời? Chưa, không phải chưa mà. Vợ em nói không phải nó hoàn thành như vậy đâu. Chứ nó làm sao? Thì có làm thôi. Phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được. Thì có. Có thì... rồi người ta mệt ta mới ngủ, người ta ngáy quá. Dạ. Ngày cả ngày tiếp khách rồi. Còn người ta cũng có người ta mới ngủ. Chứ đâu thiếu chút. Làm anh bực mình tân quan hỏi liền chứ. Bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống gì. Ngủ ngáy dữ lắm hả Cưng? Dạ. Không, hôm nào em mệt thôi. Rồi mấy bữa sau còn ngáy không? Dạ không, có đêm nào không ngáy anh. Đêm nào cũng ngáy. Hôm nào mệt thôi. Dạ không, mệt thì ngủ không được. Thế em không biết làm gì, em lấy máy ghi âm ra em ghi âm cho chồng em nghe. Lúc nào anh cũng nói anh không ngáy. Nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy. Nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả? Đâu có đâu. Cuối tuần nào cũng nghỉ thì mới được ngủ chung à, thôi. Vẫn còn bình ngày thường. Bình thường thì ngày hành trình giờ hành chính ngày thứ hai thứ sáu nào thì ngủ trong đơn vị chứ. Ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không? Dạ nhớ chứ chị. Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình nguyên một tuần từ thứ hai tới thứ sáu là ở trong kia luôn. Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó. Thì bắt đầu em mới nấu ăn, rồi em cũng kiếm việc làm thêm. Rồi khi mà nhớ chồng ấy, em cũng chạy vào trong đơn vị, em gọi chồng em ra. Rồi xong hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó, rồi em lại chạy về nhà. Trời, tội nghiệp quá nha. Rồi gọi điện nói chuyện qua Zalo, qua video để cho đỡ nhớ chồng. Tối anh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là? Dạ, dạ. Anh trong quân đội á, Tân, quân đội thì kỷ luật rất khắc nghiệt lắm đúng không? Thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị một cái kỷ luật gì đó không? Cũng có một lần em đã bị như vậy. Thì do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á. Ví dụ đăng ký đi từ 7 giờ 9 giờ hạn thì em 9 giờ em vào hoặc là 10 giờ em vào. Còn muộn hơn so với giờ mình đăng ký á thì chỉ huy có nhắc nhở thôi. Cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không có trách gì nhiều á. Vợ mới tạo điều kiện, vợ cũ không tạo điều kiện hả? Thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em. Là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà. Chồng em trong đó rất là lo. Thế là
hôm đó là cũng là cái ngày trực, thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi, vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra, thế là bị chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy. Thì hôm đó thật sự em rất là lo, thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng, thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không. Thì lúc đó em mới nói với chồng em thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả, vợ sẽ vượt qua hết tất cả, tại vì vợ đã chấp nhận như vậy, chồng cứ yên tâm đi, không có gì cả. Là lúc đó là chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy. Hay quá, dễ thương quá nha. Hai vợ chồng có kế hoạch gì nào có em bé chưa? Đến giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến năm 2019 là sẽ có em bé. Ủa em ơi, cái hôm mà mình lên đây á, mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi, về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không? Có em phát hiện ra em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng. Hả? Người ngáy người nghiến răng hả? Vậy cũng là xong kiếm hợp tích rồi. Vậy là hôm đó không có kể đây đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nên hôm đó nên quay đâu. Ủa nhưng mà đó, em ngủ rồi em ngáy, vợ em ghi âm, rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng? Không, những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á. À là em thấy vợ em ngáy, à nghiến. Nghiến răng, à. Vậy em cũng phải ghi âm. Mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hay nghiến răng. Em có ghi âm lại không? Không, em không, em đâu có như vợ em đâu. Ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không? Ý là em không muốn, không cần phải như thế, bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà. Cái tật đó thì vợ em cũng biết, nhưng mà tại hôm vừa rồi, hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi. Em kể là có phát hiện gì xấu gì của chồng không? Chồng em á thì vẫn có những cái tật của con trai, ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó. Những... Bây giờ hả? Có tắm không? Dạ, không, không, chồng em vẫn tắm mà rồi đến răng. Tắm một bữa một lần nhá. Những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình Bạn Mối Hẹn Hò về chồng em có thực thi đúng không? Dạ, hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một cặp đôi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, sau một tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui không, rạng rỡ lắm, mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ. Hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng với vợ được bên nhau nhiều nhiều. 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng. Hôm nay có chỉ huy của Tân nè, mình nói chuyện luôn đi ha. Lần thứ hai được nói chuyện với anh chị, với tất cả quý vị ở trường quay, thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước, vẫn hồi hộp. Ước gì mình lại được như thế như ngày xưa tôi đăng ký liền. Mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký muốn hẹn hò với chị Cát Tường cơ. Tôi không trực tiếp quản lý như bản thân, nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bản thân. Thế thì đối với chương trình thì đối như thế này thì chúng tôi rất là vui, bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực, những động viên, và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần, để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng cấp trên đã phối hợp với chương trình, và cảm ơn hai chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai, những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nó rất là ngặt nghèo về thời gian. Không có thời gian đâu em. Đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em. Đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em. Như tôi bản thân một tháng được về 3 tuần 3 lần thôi, vào ngày thứ bảy chủ nhật. Còn một tuần vẫn phải trực, chứ không phải được tròn cả 4 tuần đâu. Đó là quy định chung. Và đặc biệt là những người bạn đời như bạn Phượng đây thì cần phải hiểu hơn. Hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn Phượng á, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái. Và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con, mở mắt ra cũng thấy một mình với con, đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con, đến chiều về cũng thấy một mình với con. Cực kỳ có những lúc phải đi xuống, nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới. Hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả. Khi bạn Tân có vi phạm gì chăng nữa thì chúng trong đơn vị chúng tôi hiểu, không phải là lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bản thân hay kỷ luật gì, nhưng muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình, giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên. Chỉ mong hai em hãy cố gắng sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cho đời thêm vui. Cảm ơn chị, cố gắng nha, còn nhiều trông gai phía trước ha. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau quá, vẫn như ngày đầu. Chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế, trong cái sự rụt rè, trong cái sự e thẹn,
Lần thứ hai chúng ta đến đây, chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết. Anh cảm phục cái tinh thần của Phường ở đây, bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh. Như đồng chí chỉ huy vừa mới nói, yêu chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó, phải bản lĩnh. Như nãy giờ anh kể, em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em. Anh nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng là tình yêu có đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh chị ạ. Khi nào có cháu thì báo tin cho ông hai bà mối biết nhé. Dạ, rồi cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Miko đang được đến thăm căn nhà nhỏ của anh Tân và chị Mỹ Phượng. Và đây, được nhìn thấy chị Phượng trên TV mà bây giờ mới... Đó, chà, thay đổi rồi nè. Cho tôi hỏi là mấy tháng rồi? Với gạo được 7 tháng rồi chị. Wow, yeah. Thì đại diện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng có món quà xin gửi đến cho bé gạo này nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Nhà cửa rất là gọn gàng. Một tay chị dọn dẹp chuẩn bị hết hay sao? Thì phần lớn là cũng chủ yếu là mình thôi. Tại vì anh thì các bạn cũng biết là từ thứ hai tới thứ sáu đâu có ở nhà đâu. Hai mẹ con, nói chung bây giờ là thành ra hai mẹ con. Nhưng mà con thì chưa phụ mẹ được. Lúc đầu á, cái lúc mà mới cưới á, thì thực sự cũng rất là buồn. Nhưng mà nhiều khi á, mình cứ nghĩ là mình đã có chồng rồi nhưng mà tại sao giống như là đang độc thân vậy đó. Mình tự an ủi bản thân mình. Thấy gia đình người ta vợ đi làm về mệt vất vả phải nấu cơm cho chồng, mình như vậy là thoải mái hơn, giống như hai vợ chồng có một cái khoảng thời gian riêng với nhau. Như vậy cũng là một cái lời động viên cho bản thân mình, đó là con đường mà mình đã chọn, mình yêu anh cho nên chấp nhận. Rồi mạnh mẽ nói mà. Phải tự mình bẻ bản thân mình, phải tự an ủi bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà anh Tân nè, thật sự thì anh thấy mà anh nhìn vô thì anh có thấy là tội vợ mình quá, nhất là thời gian, chắc chắn là có thời gian đầu là ốm nghén rất là mệt mỏi. Thì đã có bao giờ mà chị Phượng trách móc anh không? Vợ chồng mới cưới mà thì không thể thiếu được những cái vã đập. Nhưng mà qua những lần đó thì vợ chồng càng hiểu nhau hơn và mình cảm thấy vợ rất yêu mình. Thì nhưng mà vợ cũng không có một lời gì trách móc gì. Chưa luôn, chưa có trách gì luôn. Dạ đúng rồi. Mà vợ Phượng có thời gian nghén không? Mệt dạ. Không? Có chứ chị, thì lúc nào bầu bì thì có, cũng có khoảng thời gian nó mệt. Tại vì em cũng phải đi làm nữa, cho nên buổi tối là cái khoảng thời gian mà em rất là mệt. Nhưng mà lúc nào em cũng động viên con em cố gắng, hai mẹ con mình phải cố gắng, phải nhờ lên bà ngoại bé gạo. Dạ, cũng có một khoảng thời gian nhưng mà rất là ít. Còn thí dụ như ngán hay thèm ăn món gì thì tự đi mua. Đúng rồi, tự. Ví dụ như nhiều khi bé gạo thời gian đầu hơi chướng mẹ một xíu, bé gạo là chỉ có ăn hải sản, ăn trái cây, không ăn thịt. Cứ nhìn thấy thịt là làm khó chịu mẹ. Anh Tân có biết cái đó không? Có biết. Thì chị tự lo. Đúng rồi, tự lo. Thế là ngồi hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Ok, mẹ để cho bé gạo ăn hải sản nha. Rồi, mình không ăn thịt chứ gì. Rồi, cứ tâm sự với nhau, làm động lực cho nhau. Nói vì bé gạo cố gắng hết tất cả. Thì chị Trang làm công việc gì? Dạ, quản lý một cái siêu thị nhỏ, cái cửa hàng Vinmart nhỏ chị. Dạ, em tự đi làm. Buổi sáng thì thời gian bắt đầu của em là 9 giờ tới 6 giờ, giờ tối. Em thường buổi 6 giờ em dậy thì tập các bài tập thể dục dành cho bé. Rồi chuẩn bị ăn, nấu ăn mang đi theo. Tại vì đúng rồi, tại vì bây giờ mình đang mang bầu cho nên là cẩn thận trong chuyện ăn uống vậy đó. Ví dụ như nhiều khi mệt thì mình nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn đảm bảo công việc của mình để cho mà bây giờ ở nhà một mình thì thực sự cũng rất là buồn. Thì lấy công việc làm niềm tin. Em với là Superman. Superwoman. Tại vì thực sự em cũng chia sẻ với chị, ngay từ khi mà em lấy ba bé gạo, em không đặt quá nhiều cái gọi là hy vọng và niềm tin ở chồng mình. Có thể em yêu và cho 10, nhưng mà em không hy vọng là ba bé gạo sẽ cho lại em 10. Chỉ cần 5 đến 7 là như vậy là được rồi. Còn thì bây giờ sao? Bây giờ thì tất cả em dành tình yêu này cho gia đình, đặc biệt là dành cho bé gạo của em. Còn anh đang cho lại mấy à? Anh tính sự theo điểm của anh thì thôi cho điểm điểm khá đi ba. Cho ba điểm khá. Thấy cũng hơi miễn cưỡng. Bây giờ cưới nhau xong mà có thay đổi gì không? Những ưu nhược điểm của anh Tân nè. Ba bé gạo là một người rất là ít nói.
và không phải là cái người thuộc tiếp ga lăng hay là chiều chuộng vợ, không phải là tiếp người đó. Có thể trong tâm là rất là thương vợ ấy, muốn giúp đỡ cho vợ, nhưng mà thực sự không biết là giúp cái gì. Có vị vợ nói ba bé gạo nấu giúp mẹ miếng cơm thì đi nấu, nhưng mà thực sự không có biết tự chủ động, không có biết chủ động. Ba có một cái buồn, ba bé gạo là rất thích điện thoại, thực sự thời gian dành bấm điện thoại, thời gian điện thoại nhiều lắm đấy. Tự bỏ thuốc chưa? Không, bỏ thuốc rồi, bỏ rồi chứ. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới, mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Bé gạo rất là ghét mùi thuốc. Ngay từ tháng đầu tiên ha, ba bé gạo chỉ cần ngồi gần một người hút thuốc thôi là về là coi như gạo đã không thích rồi. Ui, ghê lắm. Dùng cái chiêu là con không thích. Cực kỳ. Đúng là, rồi. Cái này đâu kiểm chứng được đâu. Nhưng mà cái đó cũng là mày mốt trình bắt trước. Trình ra học phải. Còn cái vụ mà ngủ ngáy thì giờ sao? Quen rồi hả? Ui, cái đó coi như là em quen luôn rồi. Là vẫn còn. Thì vẫn còn. Y như cũ. Đúng rồi, không, cái đó thì không thể thay đổi được rồi. Hôm qua hỏi rồi không nói nữa. Ôi, cái gì? Chứ hôm qua mẹ ngủ say quá, mẹ không nghe được. Sáng hỏi em vừa hôm qua không nói. Anh Tân làm sao? Anh thấy những ưu nhược điểm của Phượng nè. Cũng cưới nhau được hơn 1 năm rồi thì đã chia sẻ từ cái khi mình bắt đầu quen nhau thì đúng là như vậy. Còn nhược điểm thì như hôm có bữa thứ hai quay lại mình có chia sẻ thì nói chung là dạo này mình cũng thấy có đang là ít hơn cái gì nhỉ? À, ngủ mà nghiến răng á. Là nhược điểm hả? Nhưng có mà ít hơn, có hay cằn nhằn không? À, không cằn nhằn thì không. Nói chung là vợ chồng thì ví dụ mà có cái gì cái mà không hiểu nhau thì có thể nói thẳng với nhau luôn. Để có gì góp ý rồi sửa nhau luôn chứ không có cần nhằn gì. Thì cho Trinh hỏi, nhìn nhà của mình thì đây là một trong những căn của dãy nhà trọ đúng không? Đúng rồi. Cưới nhau bây giờ cũng là 2 năm đúng không? Là chuẩn bị có con đầu rồi, sắp tới là có những cái dự tính gì chuyển chỗ ở hay là sao không ạ? Chỗ này là từ khi mà có bé gạo là hai chồng chuyển đến đây. Thì nói chung là nếu mà giờ hiện tại như ở đây thì cũng đã gọi là rộng rãi thoải mái đối với hai vợ chồng rồi, nhưng mà khi mà sinh em ra thì cũng muốn là kiếm một cái nơi đó rộng rãi hơn để cho khi mà em ra thì cái không khí nó cũng thoáng đãng cho sự phát triển em hơn. Thì trong đơn vị thì cũng có một ông anh, thì anh nói là anh có một ngôi nhà giờ hiện giờ cũng để không có ai, chưa có ai thuê á, thì cũng muốn là cho vợ chồng mình thuê, đang hướng là vợ chồng rảnh thời gian thì đến xem, nếu mà được thì sẽ thuê nhà đó. Đó là một căn nhà riêng. Ồ, nhưng mà lúc đó thì Phượng cũng ở mình. Dạ, đúng rồi. Dạ, con. Ở với con, ở với bé gạo. Dạ. Thứ nhất là công việc em làm hiện tại thì chị cứ nghĩ quản lý một cái cửa hàng thì đúng nó rồi. Rất là nhiều việc. Bây giờ có thêm bé gạo thì giống mình phải tạo thêm nhiều động lực nữa. Cứ nghĩ là cứ cố gắng vì bé gạo thôi. Chứ bây giờ họ hàng thì cũng chỉ giúp một thời gian ngắn thôi. Quan trọng là bản thân mình thôi. Dạ. Em thấy anh Tân qua chương trình thôi, tất nhiên là những lúc mà hai vợ chồng với nhau không thì em không thể cảm nhận được, nhưng mà em thấy là qua những gì mà từ phía các khán giả theo dõi chương trình thì anh Tân rất là may mắn tại vì gặp một người nữ rất là cảm thông cho anh và rất là chịu đựng, rất là mạnh mẽ, giỏi cả việc công việc cá nhân, rồi đang làm một quản lý mà lại có thể quán xuyến được nguyên một căn nhà như thế này, rất là tuyệt vời. Em không có giỏi được như vậy đâu chị ơi. Tất nhiên hồi trước mình nghĩ là quen một sĩ quan thì cũng có những cái khó khăn như vậy rồi. Dạ. Nhưng mà bước vào trong cuộc rồi mình mới biết được nhiều hơn. Thì dạ. Có những cái gì mà sau này mình mới không ngờ là nó tới mức độ như vậy, có không? Có chứ, thực sự cái lúc mà mình quen anh và tới khi mình quyết định cưới á, thời gian cũng khá là ngắn. Rồi mình nói về lòng tin thì thực sự là rất là tin về anh. Nhưng mà có một hôm thì bất chợt, hôm đó anh say. Cái hôm đó về thì tự nhiên trong lúc ngủ á, có gọi tên một người phụ nữ. Sáng ngày mình đã hỏi rất là nhiều với anh tên đó là ai vậy. Mà anh nói với mình không, thực sự là anh hứa với vợ là không có gì. Và thực sự trong cái ánh mắt đó mình tin.
mình tin về con anh ấy. Có thể nói bây giờ em là lòng tin tuyệt đối đối với là chồng em. Em tin tưởng rất là nhiều về người đàn ông mà em đã chọn. Nói về những cái chuẩn mực thì Trinh nghĩ mà anh làm việc trong quân đội thì chắc chắn về nhà anh có những cái chuẩn mực, những cái giờ giấc và những cái tác phong rất là nhanh nhẹn, có thể hơn những ngành nghề khác, có đúng không Phượng? Đúng rồi, giờ anh có một cái giống như là một cái chuẩn mực riêng. Em nói chẳng hạn đơn giản là anh dậy là 5 giờ sáng anh dậy rồi, 6 giờ sáng ăn sáng, buổi trưa là 11 giờ ăn trưa, ngủ trưa tới 1 giờ, đó là cái lịch của anh luôn. Và khi mà mình mới cưới anh về á, mình nói ôi trời ơi, sao lịch gì mà mình nghe mình cảm thấy rất là khó theo. Đúng rồi, tại vì 5 giờ sáng mà mình đang còn, lúc đó mình thực sự rất là ngủ ngon, thì bắt đầu anh dậy rồi bắt đầu anh tập thể dục rồi anh dọn dẹp nhà cửa. Lúc mà mới cưới anh về bất ngờ lắm, bây giờ thì quen rồi. Nhưng mà mình mới đầu lịch nhau như vậy thì anh có khó chịu với mình, anh bắt mình phải theo ảnh không hay là thoải mái? Không, ba của Gạo có một cái là không bao giờ ép buộc vợ của mình, rất là chia sẻ. Tại vì ba biết là công việc của mẹ rất là nhiều, cho nên là ba luôn luôn dành thời gian cho mẹ để nghỉ ngơi, đặc biệt là trong thời gian này. Cảm ơn anh Tân và Phượng đã chia sẻ rất là nhiều về về gia đình, về cuộc sống của hai bạn như thế nào. Và quả thật nghe qua thì Trinh cảm thấy rất là nể phục. Rõ ràng là hai bạn phải cố gắng rất là nhiều. Và Trinh hy vọng là cái hạnh phúc tiếng cười cũng như là cái nắm tay mà Trinh thấy từ đầu chương trình tới bây giờ, bây giờ mới buông ra đó, chứ là nãy giờ là nắm rất là chặt. Trinh hy vọng là nắm như vậy hoài, để sắp tới dù có thêm những cái khó khăn, thử thách, trở ngại nữa thì vẫn cứ nắm chặt tay nhau nha. Và bây giờ Trinh muốn nghe mong muốn của từng người nha, của vợ và của chồng dành cho đối phương. Mình chỉ mong một điều duy nhất thôi, là ba với Gạo sẽ hạn chế dùng điện thoại để dành thời gian đó cho hai mẹ con. Và ba biết thì mẹ không muốn bé Gạo sau này ảnh hưởng điện thoại giống như mẹ đã chia sẻ với ba. Được không ạ? Đừng quan tâm. Được. Và đây thì ba cũng xin lỗi mẹ và cũng hứa từ nay sẽ làm tốt bổn phận của người chồng người cha. Tạm chấp nhận và hy vọng anh sẽ giữ được lời hứa. Còn anh mong muốn gì ở vợ mình? Em chỉ mong vợ em cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe tốt để sắp tới đón bé Gạo thôi. Mẹ hứa với ba. Chứ giờ mình dày rồi mà ổng còn mong mình cái gì nữa chứ. Chắc mình quạo lắm ha. Mình đã chịu được quá rồi. Rất là ngầm ý là sao? Vậy là cái hả? Vậy là không thiệt, muốn rồi đó. Hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Dạ Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi, để qua đây. Linh ơi, cái này sao có không khí Tết quá Linh? Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình. Một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang, năm nay em 36 tuổi, hiện đang là trưởng đoàn Lân Sư Rồng sang Anh Đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ em trưởng đoàn. Rồi còn em, giới thiệu liền cưng. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Rồi, và anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan, tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh ạ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em, và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm á? Dạ điểm yếu của em là em hơi khó tánh ạ. Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ cũng chút xíu ạ. Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ chắc không chị. À không hả, chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mà em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, vui tính, em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt.
Tốt. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn hả? Dạ. Tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao. Rồi không, đi chơi không, với không, bỏ cái phần tắm anh. Cái phần kia anh nói đúng rồi. Chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em không có hỏi. Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ, gần như quan tâm. À, ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ, em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ, có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ, cái nghề múa lân này cũng tạm ổn. Về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á, nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng là mời múa lân hết trơn, làm ăn được lắm à. Ừ, để em nghe em phấn khởi không em? Dạ thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ, em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ, em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ, vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ, thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Ừ. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được năm chị. Được một năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái, em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á, thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn. Mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ. Đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi. Đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm. Nhưng vì còn thời trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Không có được chín chắn ha. Chín chắn, dạ. Còn mối tình thứ hai là 5 năm em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn dạ, gái em vướng? Dạ bạn nữ vướng trong chỗ làm cho nên là em cũng xin rút. Vậy là 2 người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có 2 người thôi nha. Chuyện 2 người thôi đừng có chuyện 3 người nha. Ừ. Dạ. Kìa. Đó chị Vân. Em tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang Anh Đường. Sang Anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi. Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cùng cái chương mẹ trình yêu. Thi rồi lân này. Múa đúng không? Không, đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À dạ yeah. Em hả? Chị em ơi em chị mối. Rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi. Giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Trung thủy. Trung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi cũng làm nghệ thuật đồ. Ông muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè? Ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè Sang. Dạ ngoại hình thì dễ thương là được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị chịu không? Cười gì? Mà cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? Là sao? Vậy là, sao? Vậy là hỏi không thiệt, muốn cái đó hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực. Nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm người kia mặc cảm rồi cũng xung đột rồi cái lộn. Dạ. Hai vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ ví dụ vậy đó hiểu em chưa? Em thấy anh Lê Tuấn Anh đi về Hồng Dân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình đưa ra. Anh Tuấn Anh anh ốm mà. Thôi. Anh đô. Cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Ừ. Chính trắng
Dạ biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em ảnh cũng vừa người là, hay là vừa người là được rồi anh, không chỉ cao tầm cả 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. À, chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh và chào bạn nữ. Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Rồng cứ với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và ba đứa em à. Và các bạn đồng nghiệp của em à. À dạ, chào chị. Dạ. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền. Cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi, gọn lẹ thôi. Mẹ nói mà mẹ nháy mắt. Được, được hiền. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi. Cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan khoan từ từ nha. Để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh. Ấn tượng à ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. À, đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó, ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ trước khi mà chưa có mở rào ra dạ. Thì trong anh cảm nhận em là người như thế nào? Giống như trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á? Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Có vẻ như em là một người dịu dàng. Dạ. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện nghe anh Linh? 2 phút. Không mấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát nhưng mà chắc phải hát cao kê chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời chứ. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé, anh có đôi bờ vai đủ sòng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, trọn đời yêu anh nhé em. Rồi, bây giờ nè, em nói đi hẹn hò sao đi Sang. Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở quận em mấy? Là ở quận Bình Tân à. Bình Tân. Dạ đúng. Bình đường gì em? Dạ đường Lê Văn Quế à. À Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy múa lân. Trời ơi, vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép xin đi, nói đi. Con xin phép xin chào bác ạ. Con xin phép bác là con được hẹn hò với bạn đây. Ủa xin liền vậy luôn đó, ông xin liền luôn đó trời. Xin liền luôn. Tôi không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời ạ.
Hỏi coi bác đồng ý không, xin gì nữa đem đi. Dạ, nãy bác đồng ý rồi anh. Có chưa? Rồi. Được, đồng ý. Trời dạ. Ơi, trời ơi, bác đồng ý luôn, bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi. À, em chấp nhận đồng ý à. Đồng ý mình bấm nút luôn. Để bác ơi. Đi, trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Anh rồi, 3, 2, 1, bấm luôn. Trời ơi. Lẹ là. Vậy cho nó gọn luôn. Thiệt luôn á. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ lằng, suôn sẻ như bữa nay. Nó hợp lý như thế. Hãy đưa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hôn bạn gái con cái. Con xin bác gái cho con được nắm tay và hôn bạn nữ con gái của bác. Được. Trời ơi, có nhẹ nhàng không? Đưa cái má lên. À, bà nói vui thôi nhưng mà cảm thấy không hài lòng lắm. Làm cho người khác cảm giác là bạn không có tôn trọng đối phương gì hết. Vâng, xin lỗi. Chào em. Chào tất cả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Văn Đình Tuyến, 24 tuổi. Hiện đang làm phó phòng hành chính nhân sự tại một công ty dịch vụ bảo vệ. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 22 tuổi. Hiện em đang là phóng viên và nhân viên sale ạ. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu về công việc của bạn. Nói phóng viên là phóng viên như thế nào, phóng viên báo nào? Dạ, em có cộng tác cho báo Tuổi Trẻ với Nông nghiệp Việt Nam. Về đề tài gì? Xã hội. Mình làm công việc này lâu chưa? Em cộng tác thì từ sinh viên năm nhất. Nhưng mà chính thức làm thì được khoảng gần 1 năm. Mấy mối tình rồi? Dạ, 2. À, bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu đi. Về những ưu điểm hay khuyết điểm của mình chẳng hạn. Dạ, ưu điểm thì em không có ưu điểm gì nổi bật ạ. Nhưng mà cũng không có khuyết điểm lắm. Hơi nóng tính một xíu. Không hài lòng gì thì em sẽ nói cho đối phương biết về quan điểm của mình. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng 2 đến 3 đấy. 2-3 mối tình gần đây nhất là lâu chưa? Đây nhất của em hơn 1 năm. Bạn từ Nghệ An vào đúng không? Dạ đúng rồi. Vô đây lâu chưa Tuyến? Dạ em vào đây được 4 năm rồi chị. 4 năm. Mong muốn điều gì ở chương trình này? Mong muốn chương trình là làm quen được bạn gái. Tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn thì có công việc ổn định đi tốt. Ngoại hình thì ưa nhìn là được thôi. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được. Bạn cao bao nhiêu? Em 1m58. 1m58 rồi, bạn gái cao 1m6. Nàng của em 80kg. Là sao? Cái gì vậy? Đang cài hàng á. Đừng có giỡn với tôi nghe, đừng có ghẹo bà Mai nha. Tôi mà giận là cũng hơi mệt à. Bây giờ hỏi bạn nữ chút nè. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Biết quan tâm, biết chia sẻ. Mà nhất là giờ nếu mà có bạn gái thì chắc là xía trẻ được nhiều hơn đấy. Rồi chút xíu nữa tôi qua tôi điều tra tiếp. Bây giờ để hỏi bạn gái một chút nè. Em có thể cho biết cái mẫu của bạn trai lý tưởng em mong muốn là gì? Có thể mới chạm được đến cái trái tim của em. Bạn trai của em thì trước hết là phải lớn tuổi hơn em, trưởng thành, trưởng trạc. Lớn hơn cỡ bao nhiêu? Khoảng 5-7 tuổi là ít nhất. Tại bên đó có hai lớn hơn có 2 tuổi à? Ồ thế ạ, anh 24 tuổi ạ? Đúng rồi em. Những cái người như vậy thì trong mắt em nó trẻ con lắm. Tiếp theo còn gì nữa? Em thích những người thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ như của Thiên Lan. Những điểm nào em không thích ở người bạn trai? Lúc này cái bạn ấy nói hơi xạo xạo ngay từ đầu rồi em đã không thích. Có nghĩa là cũng không phải là bạn nói xạo, nhưng mà đây là chương trình tìm hiểu mà bạn không nghiêm túc dễ đâu. Bạn cứ nói bạn cao 1m58, nặng 80kg. Tao biết là bạn nói vui thôi nhưng mà cảm thấy không hài lòng lắm. Làm cho người khác cảm giác là bạn không có tôn trọng đối phương gì hết. Vâng, xin lỗi em. Anh có lỡ chọc vui mà hơi quá. Tôi thấy rằng bạn bên đây rất là nghiêm túc đó bạn nữ ạ. Dạ. Bạn ấy là một người mà rất là trầm. Nhưng mà nãy chị Cát Tường nói thì tôi nghĩ rằng cũng rất là vui thôi. Không có gì đâu. Dạ. Quan trọng là bây giờ đó là bạn phải nói những khuyết điểm của bạn cho bạn nữ bên kia biết luôn. Còn có hợp hay không? Nói trước thử thích của anh là ca nhạc này, thể thao này. Cái nhược điểm của anh ấy hơi nhút nhát, nhiều lúc có tính hay quên những cái chuyện lặt vặt lắm. Còn ưu điểm thì nhiều hơn, không hút thuốc, không nhầu. Hiện nay chúng ta cũng hiểu nhau một số vấn đề rồi. Vấn đề là bây giờ hai người gặp mặt nhau thôi. Nhưng trước gặp mặt nhau thì mình hát bài nào đó để lấy cảm tình được không? Về quê hương của mình Nghệ An chẳng hạn. Xin hát một đoạn nào. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần.
được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hay rồi nhá, ngọt à. Chúng ta kéo mặt lên. Các bạn sẽ có... Ủa chưa, em chưa có coi mặt mà. Ủa chưa coi mặt hả? Để anh coi trước đi. Nôn quá. Dạ, chào anh Quỳnh Lưu. À, chào bạn, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Mình kia dễ thương lắm, rất là thật tình đó. Dạ vâng ạ. Lúc em có hơi giận chút xíu, bạn ấy thấy tội nghiệp, mặt nó dễ thương lắm, quay qua xin lỗi liền. Những con người này là anh quý lắm thiệt á. Dạ vâng ạ. Ha, dễ thương lắm. Được. Bây giờ để chị qua chị coi cái cảm nhận của chị như thế nào nha. Dạ vâng ạ. Chào chị. Bỏ cái tật giỡn vậy nha. Trời ơi. Dạ. Nha. Giỡn giỡn với bình thường, tôi đồng ý chị giỡn đó. Không. Giỡn vui mà không đâu đúng không? Dạ. Bây giờ hỏi thiệt, cao mét nhiêu? 75 vậy. À. Mét 58. Rút kinh nghiệm thôi. Nha. Nhưng bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Dạ. Em không thích cái phụ nữ à. Không lè lẹt, không nhầu nhẹt đi đấy là được thôi. Còn em dễ lắm, tính của em dễ lắm. Mình là đang bị yếu thế là tại sao biết không? Lớn hơn có 2 tuổi là người ta coi mình như trẻ con. Người ta nói câu đó mình có cảm thấy trong lòng mình sao? Hơi buồn xíu. Hơi buồn xíu ha. Không buồn em. Giờ phải thể hiện bản lĩnh đàn ông lên. Yeah. Anh nói phụ nữ càng coi mình trẻ con mình càng khoái. Không nhõng nhẽo có gì đâu. Dạ. Yeah. Không có buồn nha. Dạ dạ. Cố lên nha. Dạ. Yeah. Cơ hội một lần nữa thôi đó. Ở bên đây cũng dễ thương lắm, đừng giỡn nha. Kéo màn lên. Bình tĩnh. 2 phút bắt đầu. Chào em. Nhìn em lật cute. Nội theo kiểu Tín ấy. Em tuy ít hơn 2 tuổi nhưng nhìn em chững chạc hơn. À thế ạ, dạ vâng. Chững chạc. Em thích những người chững chạc nên đúng là đúng. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của mình không? Có chứ em. Anh có nhiều. Có thể bật mí một vài cái được không? Hả? Bật mí về vài cái gì? Sắp tới đang có liên kết với mấy ông anh ở ngoài ấy. Đang tiếp tục kinh doanh một vấn đề gì đó. Đó, nói như vậy đấy. Em thích như vậy. Hai nữa thì có khả năng là gia đình gì đấy. À, dạ. Anh hy vọng gì ở người bạn gái của mình? Thì cũng giống em ấy, giống em. Ví dụ nhiều là trường hợp anh em mình hẹn hò nhé. Dạ. Thì em sở thích của em là mình hẹn hò như thế nào? Hả? Em thì thế nào cũng được, càng giản dị càng tốt. Mặc dù em trong có những vấn đề thì em cũng có lớn thôi, nhưng mà dù sao thì em vẫn đang ít tuổi, em vẫn trẻ con lắm. Nên là đôi khi em thích những cái gì nó con nít một xíu, chẳng hạn như đi dạo, ăn hàng vặt ý, hoặc là nhiều thứ. Rồi, thì xác. Không biết là anh có thích những thứ đúng đúng cái đó anh cũng biết, tại vì anh cũng có 2 đứa em nữa cũng bằng tuổi em ấy. Em gái nha, cũng thỉnh thoảng rủ anh là đi công viên này, ra công viên mua đồ lặt vặt ăn này. Dạ. Ví dụ vậy. Thôi mọi người nói một câu thật tình cảm gì đó, rồi người ta sẽ chuẩn bị bấm nút. Anh thì có cảm tình với em rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy là lượt mang lên anh có cảm tình với em rồi. Đấy, muốn gặp em, nói chuyện với em thêm nữa để hiểu nhau hơn, để biết về nhau hơn. Dạ. Còn em thì sao? Em cũng có ấn tượng tốt thôi. Có trách nữa gì nữa không? Hết thời gian. Rồi, cái đó bỏ qua rồi, bấm nút. Được rồi. Em đếm hả chị? Tự đếm luôn đi. Mình cùng đếm nha em. Hay là sao? Anh đếm đi ạ. Anh đếm 1, em đếm 2 nha. Dạ. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Tự làm chủ luôn được rồi đó. Nắm tay nhau cái đi bạn. Đúng rồi, nắm tay để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Cảm nhận thế nào? Tay rất ấm, mềm mại. Cũng thích nắm hoài. Còn bạn gái, bà đã cảm nhận được điều gì chưa? Thấy tay này run quá. Run quá hả? Nắm thật chặt để cho bớt run nào. Đây là những vé xem phim của chương trình. Chúc hai bạn sẽ có nhiều không gian lãng mạn hơn. Để hiểu. Như là cơ khí như này này. Nhưng mà sau đó khi làm về thể thao thì nó cải thiện rất nhiều cái sức khỏe, thành ra từ đấy sẽ đi làm về thể thao, nên anh thích những người phụ nữ yêu thể thao. Yeah. Yêu thể thao. Và nếu cả thể thao mạo hiểm hay những thể thao mà cần trải nghiệm thì anh muốn một cái bạn nữ sẽ như vậy. Còn khi họ có gia đình thì họ muốn là người của gia đình thì cái đấy anh nghĩ là nó hiển nhiên rồi. Còn đâu em hỏi là anh kinh doanh phòng gym hả? Anh kinh doanh về cả sản phẩm trong phòng gym này.
Và kinh doanh về quán cà phê nữa. Dạ. Thì anh kinh doanh phòng gym lâu chưa anh? Ở đâu anh? Ở Sài Gòn. Sài Gòn, Gò Vấp cũng có. Gò Vấp. Tại vì hiện tại em đang tập gym ở phòng leo gym ở Bạch Đằng. Ok. Ok. À, thì cũng nói chung là đam mê về thể thao dù thì cũng có chút chút. À, sao đó ta? Em thích đạp xe không? Dạ có. Anh thích đạp xe không? Quan điểm về tình yêu thế nào, hôn nhân như thế nào? Chúng ta trao đổi với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm về tình yêu á? Nói trước đi. Anh nói trước đi. Em trước đi. Quan điểm về tình yêu. Tại sao em chỉ, em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thôi? Dạ, tại vì xưa giờ thì em, tình yêu đối với em lúc trước, em luôn cảm thấy là mình bất an với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Nên em mới đến nhờ chương trình này tìm giúp em. Chứ bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Và mình không tin tưởng thì nó sẽ có một cái khoảng cách nào đó. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy như em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối đó. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau. Mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Chia sẻ với chẳng hạn như anh trên công, trên chỗ anh làm có chuyện gì hay là anh có chuyện gì nó buồn, anh cứ chia sẻ ra, em cũng vậy, trên cơ quan cũng vậy. Chia sẻ mọi thứ với nhau thì mới đi một cái đoạn đường dài được. Cứ thẳng thắn mọi thứ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Ừ, em đang làm gì Tâm? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Wow, à, dạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ, văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi, Tâm 29 tuổi, đang làm nhân viên ở Gò Vấp. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em, tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng, em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em làm về, em kinh doanh về phòng gym. À, phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Dạ. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Khuyết điểm ạ? Ưu điểm là gì? Ưu điểm ạ? Ừ. Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em ạ? Khuyết điểm của em thì nó hay bị mất cân bằng giữa mọi thứ. Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian đấy. À. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào dạ, dạ, ăn hết. Dạ. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nó to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó, phải chị như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Lớn lên đi chợ, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ, hay cũng thẳng tính và nóng tính. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian. Dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, xong nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó, đó. Rồi, vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ. À. Một mối tình, được mấy năm? Dạ, cách đây cũng được 2 năm ạ. À. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ, đúng thì rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ, yêu nhau cũng được 1 năm mấy. 1 năm mấy lý do chia tay? Dạ em thấy không phù hợp chị. Không phù hợp. Ok. Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi? Dạ, em có nghe thấy rồi. Ừ. Tại vì em không có mấy mối tình rồi. Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Tại tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì... Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Bên đây 5 mối tình tại sao chia tay? Dạ em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm, ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. À có nghĩa là rồi em còn định đi đâu nữa không?
Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi, chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Chào chị. Ừ. Hiểu rồi, nãy nghe cái vụ năm bạn đó, phải chạy qua đây nghe cho năm sáu mối rồi đó. Năm sáu mối, nhưng mà có nghĩa là em làm việc ở đâu là em sẽ cắm câu ở đó đúng không? Cắm sào ở đó đúng không? Mới mốt đổi về miền Tây, nó mệt. không nhất thiết là phải thế đấy, nhưng mà đến bây giờ 33 tuổi mà bạn trai nào mà nói có một mối tình thì em thấy nó hơi xạo. Em nghĩ là em nói thật như vậy. À, em nói thật. Có nghĩa là em quen ai thì em sẽ khai thật ra là như vậy. Dạ, dài vâng. Nhất của em là bao thời gian bao lâu? Khoảng tầm 2 năm. 2 năm. Ừ. 2 năm. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Ừ. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu. Bớt nóng tính hả? Dạ. Bớt nóng tính. Có thể đồng cảm cho công việc của em, công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Tập từ từ là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu. Chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn. Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà. Thành ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Còn mình là không thích rồi đó. Còn mình không có thể thao nào hết rồi đó. Mình là không có thể thao xíu nào cả. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều không? Sợ mấy người nói nhiều đúng vâng, không? Vâng, vì là nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Thông thường là như vậy. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm chỗ để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô vâng. Gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? Rồi, chào em gái, xinh rất là xinh ha. Làm việc ở sân bay mà. Em có hay nói nhiều không? Dạ, cũng tùy ha anh. Cũng tùy ha. Dạ. Cái lúc nói nhiều là cũng nói nhiều lắm đúng không? Dạ cũng tùy vấn đề để mình nói có nên nói hay không. Có những lúc thì em cũng im lặng. Có những lúc em im lặng là kết thúc á. Im là kết thúc luôn á hả? Dạ. Mà nói chung là cũng tùy trường hợp à. Ừ. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình. À, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. Tại đôi lúc em cũng trầm tính và đôi lúc em cũng rất là vui lắm. Nhưng mà trầm tính thì em cần một người làm cho em vui lên. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Tóc, tai, rồi mặt, mũi, râu, ria, rồi thì chiều cao, rồi thì nước da. Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được. Tôm tóc, với lại nhìn được là được rồi. Nhìn được. Có dạ. Thích đàn ông để râu không? Dạ, gọn gàng rồi. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Như không gọn gàng thì tính làm sao? Sure. Không gọn gàng thì chắc chỉnh lại. Ý là râu không gọn gàng á thì dạ, có thích không? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao? Chờ ngủ mình tỉa. em không thích điều gì đàn ông nhất? Dạ em không thích gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Dạ. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của Tâm, quyền về quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Bây giờ thì em mời đại diện bên em đi. Xí, bên đây đề nghị có ý kiến của bạn đồng nghiệp nữa ạ. Bạn Tâm đề nghị ạ. Chú Quỳnh Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ con tên là Tăng Xuân Tiến, con là đồng nghiệp của em Tâm. Okay. Thì hôm nay chào khán giả trong phòng quay.
Hôm nay con đến đây với lại em nó thì mong em nó là có được nhiều cái duyên số. Được thì em bấm, mà không được thì thôi, không sao cả. Thì anh chỉ muốn nói em vậy thôi. À. Rồi, xin hết rồi. Rồi. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hả? Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Mời hai người em. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Thì đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Thì em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Thì em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. Hiền khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh nóng tính thì anh làm gì? Dạ, anh nóng tính thì anh như nãy anh nói là anh chạy xe đạp vòng vòng thôi anh. Anh lao ra đường đó, nãy anh nói đó. À vậy thôi đó hả? Lao ra đường. Dạ, dạ. Anh có giờ giận tụi em không? Dạ không, anh đang rất là bao dung. Giống như là ở trong chỗ em làm anh đang giống như là bố già vậy. Bố già. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên nó, rồi. Tí nó mở bây giờ chia sẻ này được. Mở rào. Em có chia sẻ về cái áo. Tí nữa con mở ra chia sẻ luôn. Dạ thôi vậy cũng được, không sao con tính chia sẻ trước cái áo chị. Bắt đầu đi ra. Bác con. Con chia sẻ trước cái món này con tặng. Không gian này là của hai bạn đó. Bước qua đi. Bước qua làm quen đi. Bước qua ấy. Ừ. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè. Tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình. Đúng rồi. Em. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Coi lại gì. Em mở ra nha anh. Ok. Dạ, nên là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Ok, đó. Dạ. Rồi, còn mình? Mình tặng cái gì rồi mình muốn chia sẻ cái gì? Dạ. Được. Thì trước tiên em tặng trước đi, mình nói sao cô ha. Dạ, em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Anh đọc trước rồi xong rồi gửi qua nha. Anh đọc trước không xíu gửi cho em. Không, anh đọc trước cho mọi người nghe và mình mở ra anh Tâm cho mọi người cùng thấy luôn. Cảm ơn em. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Vâng, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây có quà. Xong rồi có cái món quà là gì con mở ra đi. Anh mở trong đây. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Dạ, anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Dạ. Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Là mốt là lên Đà Lạt hoặc Lâm Đồng ở đó phải không? Dạ.
À, em thích Đồng Nai hơn. Đồng Nai. Đó. Đó. Em sẽ ở Đồng Nai. Gần gần đi, còn đi xa quá không đổi đó. Dạ, đây là món quà. Còn cái hộp quà đó là những điều mà em muốn nhắn gửi bên trong. Nhiều quá anh ơi, nhiều quá. Ở đây quà của anh. Trời đất. Dạ, anh bỏ vào. Dạ, anh bỏ vào. Dạ, còn đây là cái việc mà em muốn nhắn gửi là cho mọi người. Nói lớn lên, muốn nhắn gửi mọi người là dạ, nói lớn. Muốn nhắn gửi đến mọi người. Mọi người, đó là chiếc áo của ba em. Hy vọng ba em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Ba em cũng là thần trưởng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và không khí trong gia đình, nếu mà trầm lắng thì bác chính là người tạo tiếng cười cho gia đình. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em. Bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác chính chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. Tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mong là người bạn sẽ giống như bác chính vậy đó, người đàn ông của gia đình á. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu. Sorry. Xin lỗi nhà gái. Em thực sự không kịp chuẩn bị. Không kịp thay đồ. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Nên em mà làm đâu gọn gọn xuống chứ hát cái giống Trịnh Nam Sơn nha. Dạ, Trịnh Nam Sơn, vâng, phải cua chọc nữa. Cua chọc mới giống Trịnh Nam Sơn. Rồi, thôi ngồi ghế đi các bạn. Cảm ơn em. Cái này anh cầm về hả? Dạ. Tặng cho em là em cầm về luôn đó. Rồi ngồi quay mặt với nhau, đối diện nè, đối diện nhau nè. Đó. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh đau tim quá. anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Bởi vì nó nhiều người nữa mới truyền hình. Hơi hồi hộp. Bởi vì nhiều người trên có trên truyền hình, hay là bởi vì rào mở ra gặp em phải xác định rõ cái đó, cái hồi hộp đó là cái nào nhiều? Ồ, chắc là gặp em. Đấy thì nói cho em hiểu. Sao thấy sao anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy ảnh cũng hiền á, nhưng mà không biết ảnh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Có người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nổi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Hả? Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi để xem. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mới tránh chạy nhảy hay thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Anh cũng chỉ là do thích thể thao thôi, chứ trước đó anh làm những nghề khác giống như là cơ khí như này này. Nhưng mà sau đó khi làm về thể thao thì nó cải thiện rất nhiều cái sức khỏe, thành ra từ đấy trở đi anh làm về thể thao nên anh thích những người phụ nữ yêu thể thao. Dạ. Yêu thể thao. Và nếu cả thể thao mạo hiểm hay những thể thao mà cần trải nghiệm thì anh muốn một cái bạn nữ sẽ như vậy. Còn khi họ có gia đình thì họ muốn là người của gia đình thì cái đấy anh nghĩ là nó hiển nhiên rồi. Còn đâu cho em hỏi là anh kinh doanh phòng gym hả? Anh kinh doanh về cả sản phẩm trong phòng gym này. Yeah. Và kinh doanh về quán cà phê nữa. Dạ. Yeah. Thì anh kinh doanh phòng gym lâu chưa anh? Ở đâu anh? Ở Sài Gòn, Gò Vấp cũng có.
Gò Vấp. Tại vì hiện tại em đang tập gym ở phòng leo gym ở Bạch Đằng. Ok. Okay. À, thì cũng nói chung là đam mê về thể thao, ví dụ như cũng có chút chút. Ờ, sao nữa ta? Em có thích đạp xe không? Dạ có. Anh thích đạp xe không? Quan điểm về tình yêu thế nào, hôn nhân như thế nào, chúng ta trao đổi với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm về tình yêu á, nói trước đi. Anh nói trước đi. Em trước đi. Quan điểm về tình yêu. Tại sao em chỉ em năm nay em 29 tuổi sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ, tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng, nên em mới đến nhờ chương trình này tìm giúp em. Chứ bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm, tại mình không tin tưởng thì nó sẽ có một cái khoảng cách nào đó. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy như em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Chia sẻ với chẳng hạn như anh trên công, trên chỗ anh làm có chuyện gì, hay là anh có chuyện gì buồn, anh cứ chia sẻ ra. Em cũng vậy, trên cơ quan cũng vậy, chia sẻ mọi thứ với nhau thì mới đi một cái đoạn đường dài được. Cứ thẳng thắn mọi thứ hết, đừng có giấu em điều gì. Một khi mà đã lừa dối hay gì đó thì em rất là ghét, và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì đó, ví dụ như ảnh đi, ảnh thì em sẵn sàng ảnh cho anh ra đường mọi thứ, nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ, là như giống như là stop luôn đó cô. Dạ, giống như em rất là mạnh mẽ trong cái việc đó. Yêu thì cũng yêu hết lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà có bị tổn thương là mình sẵn sàng cắt đứt. Dạ đúng rồi. Bạn nam là ở phòng gym. Dạ. Rồi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Tập gym em biết rồi, nhiều cô gái đẹp lắm. Thì đấy, hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Cũng có thể là trai và cũng có thể là gái. Dạ. Thì nếu như trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này không, người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa, nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà nó anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc, và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa. Và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, hoàn toàn anh không có, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà ấy. Thì nó chỉ là một phần nào đó, còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Cũng không, câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó hợp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi, thì chỉ gặp niềm vui thôi, anh không muốn mang cái điều gì hết ấy. Cũng giống như biết bao bạn nhân viên ở dưới, cũng như những người anh em của anh ấy, họ gặp anh là chỉ có niềm vui thôi, chứ còn không có một cái chuyện gì phía sau để họ biết được. Nó khác với cái chuyện về tình yêu, kiểu như là em biết được anh như thế nào, hay em biết nào, cái đấy nó là một cái góc độ khác. Anh đang chia sẻ về quan niệm về cuộc sống. Ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực. Anh có đi tour mấy ngày hay là có đi đâu đó thì cũng gặp những cái chuyện rất là áp lực, và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là những nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em.
Em hiểu không? Dạ em hiểu. Tại em cũng thích đi đi phượt, đi du lịch đây đó. Tại vì em cũng thiên về, em thích về sáng tạo. Sáng tạo không? Dạ em thích về sáng tạo, thích về, thật ra là em không thích làm công việc cố định đâu, em thích về kinh doanh hơn. Nên thành ra là còn một cái gì đó nó cũng phải phiêu lưu và cũng phải có cái gì đó chắc chắn trong tầm tay thì mình mới dám phiêu lưu được. Còn hay không thì ổn định trước rồi xong rồi phiêu lưu sau. Cảm ơn em. Vậy thì rất mong trong thời gian tới em rèn luyện sức khỏe để có sức khỏe tốt để phiêu lưu cho nhiều hơn. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu ta đến với nhau được? Không bao lâu ta kết hôn với nhau được? Và sau khi kết hôn thì mình sẽ làm gì để phát triển kinh tế? Thử hoạch ra một cái dự định nào đó. Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hai năm nữa là mới kết hôn hay là hai năm nữa là... Hai năm nữa sẽ kết hôn. Hai năm nữa sẽ kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn trẻ mà không? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 15, 3, trẻ. Anh 3, anh 2 năm nữa. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. 2 năm nữa. Dạ. Em thấy sao? Thì nói tóm lại là bây giờ cứ cho một cái hạn định vậy đi, nhưng mà thực sự khi mà yêu nhau rồi ấy, thì cái thời gian nó không có nói lên được cái điều gì hết trơn á. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì anh cũng có chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó, em đang còn một cái điều gì đó, tại vì giống như anh nói còn 2 năm nữa, còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi, em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con, hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không phải nào chờ đợi mãi nữa. Đó. Em vừa mới có những đứa con tinh thần của mình mới khai trương, mới phát triển. Cho nên là em cần xây dựng cái mạng lưới trong vòng 2 năm, em hoạch định cái điều đó. Rồi thì sau 2 năm đó thì mọi thứ của em sẽ ổn, hoàn toàn là ổn. Và trong thời gian 2 năm thì em sẽ dành cái thời gian cho công việc gần như là rất là nhiều. Chính vì thế sẽ chia sẻ trước với bạn nữ như vậy. Nếu không thì họ sẽ không hiểu được. Công việc của em bắt đầu từ 6-7 giờ sáng đến 21 giờ, sau 21 giờ thì em vẫn còn cái công việc hậu trường phía sau nữa. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật thì sẽ được rảnh nhiều hơn. Thì có những hôm thứ bảy hoặc chủ nhật thì cũng xách giày đi đá banh hoặc đi đạp xe nữa. Thì bây giờ em sẽ điều chỉnh lại, nhưng mà ít nhất là em phải còn 2 năm để em làm được những cái điều đang dang dở đó. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Và em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Mọi người một quan điểm. Thôi bây giờ chúng ta chốt lại, mỗi người sẽ nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Đúng rồi, nói một câu thật nhất từ đáy lòng mình. Đúng rồi, em trai, với em đối nói xương. Trước đi. Em suy nghĩ gì về cuộc gặp ngày hôm nay và mong muốn điều gì? Em thấy bạn rất là nội tâm và rất là tuyệt vời nếu là một người vợ. Dạ, vì em thấy em thích những người phụ nữ có đôi mắt đẹp, mắt rất đẹp. Em cảm giác có một chút rung động nào từ trái tim của mình chưa? Có, em có. Em có. Vậy thì bạn ấy có thể yêu cầu sớm hơn một năm được không? Sớm hơn một năm. Sớm hơn một năm. Em đi. Em nghĩ là hoàn toàn có thể được. Thì sau này nói nhanh hay chậm thì sẽ phụ thuộc hai người. Đúng rồi. Hai người. Mình vạch qua kế hoạch 2 năm nhưng biết đâu được. Có tình yêu chúng ta chỉ cần một năm thôi thì sao? Chứ. Đấy, đó là đó. Người phụ nữ thanh xuân họ qua rất là nhanh, họ không thể chờ đợi được. Khi có sự nghiệp, biết còn nữa hay không, đúng không? Biết khi người đàn ông có sự nghiệp, người đàn ông có còn nắm tay người phụ nữ đi tiếp nữa hay không, hay là nắm tay một người phụ nữ khác. Điều này rất nhiều người phụ nữ đã trải qua rồi, họ rất là lo lắng về điều đó. Không có gì phải là chờ đợi cả. Nếu tình yêu thăng hoa, chúng ta hãy chụp lấy thời cơ đó và phát triển nó thành một cái ngôi nhà. Còn nếu không thì đừng để người phụ nữ chờ lâu, trong mòn mỏi không biết mấy năm, cho dù 2 năm đó nhưng trong lòng họ cứ thấp thỏm chờ đợi
giống như hòn vọng phu vậy. Tấm nói một câu gì đi con. Dạ thì con nói là dù sao đến chương trình này thì con rất là hạnh phúc được quen biết mọi người và cũng được biết anh. Thì giống như nãy em đã chia sẻ thì có sao em nói vậy thôi, tại em thẳng tính nên thành ra là cũng có nhiều cái thì vẫn chưa nói hết được ở đây nên thành ra con không biết sao rồi. Thôi mình hết thời gian rồi, cả đều giải quyết bằng công ty rồi. Thôi thôi bây giờ đúng rồi đó, tùy nào, tùy hai bạn nha. Để ta nút bấm các bạn, quyết định là do đây, chúng ta đây, đây. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút mình cứ bấm, còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Cái này rồi thôi đếm luôn nha, hãy suy nghĩ thật đếm kỹ nha các bạn nha. Ừ. đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi đã thành, rất nhiều đứa trẻ đã sinh ra đời, nên bao giờ chúng tôi cũng nhắc các bạn là hãy kiểm tra thật kỹ cảm xúc của mình. Nếu đúng chúng ta bấm, và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không phải bấm vì bất kỳ điều gì nha các bạn nha. Nếu các bạn bấm vì điều gì đó tội nghiệp cho đối phương. Nếu như mình không thích, không cảm xúc, không rung động thì hãy nhường nút bấm cho người khác. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em trai có bấm không? Không có. Hả? Không có. Em có bấm. Em trai có bấm nghe một cái cách. Em gái không bấm. Thấy rất rõ. Em gái vẫn còn băn khoăn. Anh chắc chắn anh nhìn vào mắt em, anh đã biết điều đó. Chưa đủ để giải thích, chưa đủ để chứng minh một cái bờ vai, một cái điểm tựa, một cái trụ cột trong gia đình. Em trai thì cũng rất là chân thành, nhưng có lẽ là do cách nói của em có thể là chưa tạo nên niềm tin cho người phụ nữ. Theo anh nghĩ như đúng không em gái? Có thể là mỗi người cũng cùng một, không cùng một quan điểm đấy. Dạ cũng đúng. Thôi biết đâu chúng ta sẽ là bạn. Đúng rồi, chị nghĩ là rồi. Hai người nên làm bạn với nhau đi. Bởi vì bạn này á, theo như là cảm nhận của chị á, là bạn này rất là thật thà, rất là thật luôn á, và rất là cầu toàn. Bạn muốn mọi thứ nó phải vào đúng khuôn và đúng cái gì mà bạn nó mặc định. Nhưng mà cái cảm xúc với bạn này thì hoàn toàn là có. Bạn á, cảm xúc với em á, là hoàn toàn là thật luôn á. Những người phụ nữ họ có cảm giác là nếu không an toàn là họ thì vấn đề đây là thời gian. Cái duy nhất ở đây là bạn thì không thể kiểm soát về thời gian, còn bạn này thì rất cần thời gian, như thế thôi. Người phụ nữ mình chưa gặp nhau ở cái điểm đó thôi. Ngay lúc ban đầu mà họ cảm giác an toàn là họ không phải nghi ngờ gì cả. Mà nếu như ngay những giây phút ban đầu mà họ cảm giác không an toàn là họ rút lui. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của tôi ở trên sân khấu này. Và bao giờ vậy, người đàn ông bao giờ cũng luôn phải chứng minh cho người phụ nữ thấy rằng là an toàn. À. Ok, thôi có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên nào với nhau. Cảm ơn anh. Rồi, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Đây là những món quà của chương trình dành gửi tặng các bạn. Có lẽ là do quá nhiều công việc nên em không có chuẩn bị cho cuộc gặp này. Anh nghĩ rằng nó cũng thiếu một chút chu đáo gì đó. Dạ. Anh nghĩ là như thế. Nên bất kỳ một cuộc gặp nào đó cho cuộc đời của mình, dạ, nên chuẩn bị thật kỹ nha bạn. Dạ. Nhé. Cảm ơn anh. Còn đây là món quà của thép Vina QA, thép Nhật Bản, tặng bạn một bộ son môi Unica 5 màu. Dạ, rất đẹp. Này trao cuối cùng hả? À? Sorry. Đây là thẻ Diamond hệ thống Fitness Yoga gửi tặng các bạn. Thôi, hết chưa? Hết rồi phải không? Còn đây là bộ son môi Yurika của Nhật Bản do Vina QA thép Nhật tặng cho bạn cô nha. Dạ. Thôi chúc chương hai trình người sẽ tìm được mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Dạ. Chúc các bạn may mắn và thành công nha. Cảm ơn. Đây là quà của bạn. Giống như là trước khi cưới thì mình là đi chơi theo kiểu người yêu với nhau, còn sau khi cưới là đi theo kiểu vợ chồng với nhau. Dạ. Còn vậy quan điểm của con sao? Con thấy quan điểm của bạn vậy là con có thấy đồng ý không? Hay là con có cái gì khác bạn không thì con nói luôn. Con thì ba mẹ con thì nhà con cũng có 5 người con gái. Trai á. Nhưng mà giờ nhà em cũng có 5 người con gái, nhưng mà giờ 4 chị đã lập gia đình hết rồi. Thì nếu mà như theo ba mẹ muốn á thì muốn em về quê.
nhưng mà em không có về quê, em ở đây. À, anh hỏi thăm là quê em ở đâu? Ở Đắk Nông. Đắk Nông. Dạ Đắk Nông. Thì em vẫn ở đây tại vì có mấy chị ở đây luôn. Thì như anh nói thì nếu mà được á, quen nhau á, tiến tới hôn nhân á, thì em vẫn về nhà làm dâu được. Nhưng mà có điều là em biết nấu ăn nhưng mà không có được ngon. Không biết cơ anh có biết nấu ăn không? À không, cái phần nấu ăn thì anh có thể nấu được. À dạ, tại vì nếu mà về việc gia đình á thì em không có chu toàn lắm. À. Tại vì em đi làm ở ngoài nhiều á, nên nếu mà tập làm thì vẫn biết làm đó. Ngồi đi cưng. Bây giờ ra giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Triều Phong hả? Dạ đúng rồi. Tên đẹp quá ha. Dạ. Triều Phong làm gì? Dạ, hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, ở quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Quận 1. Ôi, bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. Chú Quyền Linh. Dạ chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ chào khán giả và bạn nam bên kia. Dạ con tên là Phan Thị Dôn, năm nay con 25 tuổi. Đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm gì nè? Dạ con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Ờ vậy dạ. Hả? Con hơi run. Rung quá hả? Dạ, con rung quá. Không gì rung hết trơn trời. Đứa làm thu ngân, đứa bán sữa. Bán gì? Bán sữa. Sữa đó. Ủa vậy hả? Bán sữa hả? Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Con tên gì nè? Dạ con tên Phan Thị Dung. Hả? Dung. Dạ con tên Phan Thị Dung á. Bên nhà tôi tên là Dung. Dung hả? Dung tên bà già lên á. Trời ơi vậy hả? Ừ. Ờ đúng rồi, má tên Dung, quên. Má tên Dung hả? Ừ. Má Linh đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, quên nữa. Rồi chào má Dung. Rồi quên tên của má luôn á. Rồi chào Dung, con nhiêu tuổi rồi Dung? Dạ con 25 tuổi. 25 mà nhỏ bên đây tuổi. Dạ. Rồi được rồi. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Dạ với lại lúc khóc lúc cười hả con? Dạ dễ khóc dễ cười. Dễ khóc dễ cười. Dạ. Con cho đó là điểm mạnh hả? Dễ cười là điểm mạnh nhưng mà cái mà dễ khóc là điểm yếu. Cũng điểm mạnh đó con. Dạ. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Con phải nghe chú Linh đi, chú Linh nói hoàn toàn đúng đó. Dạ. Chú Linh là người cực kỳ sợ nước mắt á. Đúng rồi, đàn ông sợ nước mắt lắm. Dạ. Chứ bây giờ chú thấy Hồng Vân khóc á con. Mệt quá à, bây giờ muốn gây không? Rồi con nói tiếp đi nè. À, dạ với lại con không có, điểm mạnh của con là dễ hòa đồng. Với lại dễ hòa đồng với lại dễ tính. Dạ. Nhưng mà điểm yếu thì rung trước đám đông. Dạ. Hay rung rẩy ha, chứ dạ, chưa có bản lĩnh trước đám đông. Dạ, đúng không? Rồi. Đó ai cũng vậy thôi, chứ phải là điểm yếu đâu. Dạ. Với lại hay khóc nhẹ, nhõng nhẽo á. Dạ. Cái đó hơi yếu đó. Dạ, yếu lắm. Khóc nhẹ nữa con hả? Khóc dạ. Nhẹ. Còn con nít á chú. Yên tâm đi con, khi mà con có con rồi con nó khóc rồi con quên khóc luôn à. Đúng rồi thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi rồi. Đi nè Triều Phong. Dạ. Điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng vui vẻ, không có kén bạn, nói chung là mình nói chuyện được với mình, tạo được niềm vui cho mọi người. Đúng rồi, thì tốt quá. Dạ. Con còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi, cái là điểm yếu nhất luôn á. Ai cũng biết bơi cái mà gì, riêng con không biết bơi. Không gì? Biết bơi. À, dạ con biết bơi cô. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Dạ, tại ai cũng biết mà. Ờ, vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Đúng rồi, cô đó không phải tại cô sợ bơi thôi, chứ tràn thì cũng đến nỗi vậy. Mấy cái người mà dở về địa lý đó, người ta, ủa vật lý đó, người ta cứ nghĩ là cái người phốt pháp như mình là tràn nước đâu có đâu. Mình mà biết bơi á là mình không cần phao luôn đó con. Yeah. Bản thân mình đã là phao rồi. Dạ. Hai người không biết bơi để tôi đưa chuồn chuồn cắn rúng cho biết bơi nha. Hay không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Dạ nha. Thì con mới nói cái là điểm yếu của cô con. Cố gắng tập nha. Dạ. Còn điểm bơi yếu gì nữa không con? Dạ thì con cũng ít tâm sự câu chuyện cá nhân của mình với mọi người thôi. Đúng rồi, chuyện cá nhân mình tâm sự một vài người thôi. Ba mẹ nè, bạn gái này kia, anh chị em ruột đó. Dạ. Không, thực ra là đó là con khép kín, không tâm sự với mọi người, con không có mở lòng, không có dễ mở lòng đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ừ, ok. Nghe không con? Nghe không? Dạ nghe. Con ít tâm sự nhiều người, con gọi là hơi rụt rè đúng không? Dạ. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Triều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất.
Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi, rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm, gần 6 năm. Trời ơi. Là từ năm đầu đại học cho tới tháng 2 năm ngoái. Nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi. Đàn ông mỏng quan tâm phụ nữ tội nghiệp người ta. Thế nào ta cũng bỏ mình à. Dạ. Tại vì á, phụ nữ là cần chăm sóc quan tâm con. Dạ. Con á, để nữa chú nói nghe là những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Họ sẽ chia tay mình đó. Dạ. Yeah. Nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Yeah. Cho dù bận bán sữa cách nào cũng phải nhớ đem sữa tặng họ nha. Dạ. Yeah, cái rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm con ha. Ờ, bắt đầu rút kinh nghiệm từ bây giờ đi. Tại vì lúc đó chắc em còn trẻ quá, em nhỏ đó, em chưa có hiểu đó. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi còn con thì sao nè? À, dạ con thì cũng có hai mối tình. Thì một mối tình là năm cách đây 2016 là đồng nghiệp nhưng mà là ở tỉnh khác á. Bao nhiêu lâu quen? Bao nhiêu lâu quen? Cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách yêu địa xa. Lý nói dạ, chung là chia tay vì yêu xa. Dạ đúng. Còn rồi, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Là cũng đồng nghiệp luôn nhưng mà do là bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Không quan tâm con, thành ra con chia tay đúng không? Dạ. Đúng như trường hợp kia. Nãy tôi nói hay đó, không? Không quan tâm người ta chia tay à? Dạ. Ừ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Không quan tâm mình mắc mớ gì. Nhưng mà hỏi con chia tay từ tháng mấy? À, dạ, cũng đầu năm á. Là tháng 2, cũng cỡ tháng 1, tháng 2 vậy. Dạ, đó, đúng rồi. Có khi nào hai đứa này nó quen rồi, nó chia tay mà nó quên không? Có thể đó. Hồi mở rào ra, mở rào ra cái ý anh, cái ý em, trời chắc kỳ lắm á. Có gặp rồi đó con. Bây giờ nè. Bây giờ mình hỏi trước đi coi coi có giống cái người mà không. Dạ. Biết đâu giống người bên đây. Cái người mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Rồi. À, với lại người thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nay tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon. Ừ, ngon à. Rồi, mà gửi gì nữa không con? Cũng cái gì mà nói dù phao á là cũng cũng cỡ. Ờ, phải to khỏe. Dạ, chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao ráo. Y chang những gì mà cô hình dung nè đó, y chang những gì cô hình dung luôn á. Dạ. Cô cháu mình là cùng một tim. Cùng một sai đúng không cô? Một tim luôn. Một tim, dạ. Ủa sao ông hỏi, ông đã lại đây ông đứng hỏi. Thôi sợ lây dịch lắm. Mệt quá đi ra hỏi đi, đương hỏi mà tự nhiên là dê đi đâu hả? Thấy tới sợ ớn qua tới Hải Dương về. Sợ trời cái ông này thiệt tình. Sao sao? Ông nghĩ cái này đưa lên sóng được hả? Không. Khùng quá à. Chưa chửi tôi khùng hoài luôn. Hỏi tiếp đi. Ở bên đây hỏi tiếp. Khỏe không? Gì? Khỏe không? Tôi mới nói ông, tôi không cần ông hỏi thăm tôi, nó hỏi thăm đây tiếp đi. À bây giờ này con gái. Dạ. Con cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Tôi sợ đụng hàng bên đây thôi. Ồ, tức là con là 1m 6'7" 6'8" luôn. Dạ đúng rồi. Bạn kia cũng y cũng ngang ngang mém mém đó, tầm 1m 7 6'8". Dạ. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Dạ con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng cả hai vậy. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im. Ủa, lặng để nghe. Là... dạ. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, im lặng đi. Còn ta không nói gì. Thế sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ? Ủa, về cách nói thì sao? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho. Hiểu không? Mà nói sao? Không nói cũng bị la. Mà nói cũng bị la. Chứ giờ hả? Nói lúc mà gây lộn nhau á, nói như người ta nói cái âm này, ông nói âm cao hơn giống như tôi với ông nãy giờ. Cái ông nhỏ mà. Phụ nữ khó hiểu quá. Có gì đâu khó hiểu. Rất tụi tôi rất là đơn giản. Lúc nào ta cần im lặng thì mình im lặng. Lúc nào ta cần nói mình nói ha. Dạ đúng. Đúng rồi. Ở đây vậy đó. Tại vì con là con đang có một cái giống như con khép kín á. Đúng không? Con sống con... Dạ, ít chịu mở lòng đúng không? Con gái thôi. Ừ, đâu có khép kín với mọi người xung quanh. Ở đây đương nói đúng không nè? Mọi người xung quanh ít mở lòng. Nhưng mà riêng với người yêu của mình á, thì đừng có áp dụng cái điều đó. Mà mình phải trải lòng ra cho người yêu mình hiểu. Đó là cái mong muốn của bên nữ. Rồi. Dạ. Đó. Đó. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á, sẽ là một mẫu hình như thế nào? À, thật ra con cũng muốn cái bạn gái mẫu hình lý tưởng của con là
cũng nói nhiều hoặc bác một chút xíu, rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con hay, con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó, rồi sẽ, tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại, thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Bây giờ không mở điện thoại lấy gì gọi? Dạ không, thì con sẽ để im lặng thôi chứ không phải tắt điện thoại luôn. Tại lỡ nhà có việc nha, cũng hơi kỳ. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là sẽ ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Con 1m91? Dạ. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 giờ con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Bây giờ cô đang nói thí dụ đi. Ví dụ ở bên đây con, tại ghế, vì con nói thang, con không quan đâu. Trọng. Ví dụ 1m50 con chịu không? Dạ, 1m50 thì nếu mà bạn nói chịu con cũng sẽ ok. Con sẽ trời ơi, con dễ thương quá trời đất. Này, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Chờ đây. À, mời mẹ. Rồi. Chào mẹ, mẹ có cảm xúc ý kiến gì thì mẹ chia sẻ đi mẹ. Thì nói chung nhìn con bé này dễ thương thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ, thành ra chị bé này thì rất là dễ thương. Chị nhìn chị thích lắm á. Vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Dạ. Con nghe mẹ nói không? Dạ. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn con. Dạ. 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 Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung á, thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Thì những người trước thì hơi vô tâm với Dung. Nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Yeah. Sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Nào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào anh. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Anh có một món quà tặng em nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi tặng mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. À. Dạ, ví màu đỏ. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, chứ con quên. Dạ, quên chưa, à? Chưa rồi, bỏ quên. Gì hết. Hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ cho nha, 50 dạ. ngàn nha. Dạ. À, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng đọng lại là sao con? Dạ không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng con lắm gái cũng cao ghê, bộ xứng ghê á. Hay là đẻ con đẹp nữa nè. Dạ. Rồi, bây giờ mình về ghế ngồi đi con. Đây con để đây. Hai bạn xoay qua, đó, cảm nhận về nhau đi nào. Lần đầu tiên gặp mặt đó. À, Dung đúng không? Dạ. À, thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường là làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp à. Hay quá. Em có thể đăng ký lịch bận được. À. Dạ. Với lại đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. Nó đăng ký lịch bận hoài. Mỗi tuần mới đầu còn một tuần bận một ngày, vậy sao một tuần bận tới 5 ngày luôn. Qua bắn sữa luôn. Dạ, bán sữa không muốn còn tuyển người nha cô. Dạ. À, em thường có hay đi du lịch không?
Dạ lúc trước là có nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì chưa có. Em cũng rất, rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Em có muốn hỏi. Anh cái công việc của anh hiện tại á, thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, là ở đường Lê Thánh Tôn. Dạ làm bên đó thì ví dụ như một tháng á, thì thường thường á, là mình được nghỉ mấy ngày không hay là nghỉ theo tuần? Một tháng là mình sẽ được nghỉ, một tuần là nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Chỉ làm từ thứ hai tới thứ sáu thôi. Làm giờ hành chính? Đúng rồi, giờ hành chính. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên các bạn dự định hẹn hò ở đâu? À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc ngoài nội thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó, em gặp nhau mặc áo mưa đi chơi gì đó. Trời ơi, ông Linh ổng suối người ta làm bậy không á, ngộ ghê luôn á, thật sự. Lãng mạn mà tạo sự lãng mạn bất ngờ. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Ừ, có đúng cái gu của anh là con thích hay không? À dạ, con thích rồi. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. Nè. Với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp tới thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Không có bỏ bê con như những bạn trước không? Dạ cái đó phải giao tiếp từ từ tới không, mới biết mà được. Con cái cảm nhận ban đầu á giống như là cái nó gọi là cái trực giác á, thì con thấy sao? Con được quyền nói cái trực giác của mình dạ, mà. Dạ chắc là được á. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có. Đi, khẳng định cho anh. Dạ có cô. Bây giờ hai bạn mỗi bạn sẽ nói lên cái gọi là cái suy nghĩ mình về hôn nhân và gia đình đi. Quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Anh nói trước đi. Ok. Dạ về cái quan điểm hôn nhân thì con vẫn thích là một người vợ là con có thể về ở chung với lại mẹ con. Tại đa phần là hiện tại thì con chỉ có ở chung với mẹ thôi. Hai mẹ con thôi. Dạ đúng rồi, chỉ có hai mẹ con thôi. Nói với bạn luôn đi. Thì mình có thể là về cưới nhau rồi mình cứ về ở chung với mẹ. Là nhà anh là chỉ có mẹ với lại đúng rồi thôi. Chỉ có hai người. Dạ được, không sao hết. Rồi ok. Thì dạ. Con cũng sợ là có nhiều bạn sẽ không có thích về làm dâu với con. Dạ. Còn về thứ hai là mình có thể là quen nhau rồi tiến tới hôn nhân thì khi là sau khi cưới khoảng chừng một năm sau thì mình sinh con thì nó sẽ là hợp lý hơn. Tại vì mình còn quá trình tìm hiểu sau hôn nhân nữa. Dạ. Có nghĩa là cưới nhau là không có con liền đúng không? Dạ. Một năm sau mới có. Còn dạ, nói nó rõ ý kiến lạ nha. Tìm hiểu sau hôn nhân. À là giống như là mình sẽ đi chơi theo cái kiểu giống như là trước khi cưới thì mình là đi chơi theo kiểu người yêu với nhau. À. Còn sau khi cưới là đi theo kiểu vợ chồng với nhau. À. Dạ. Còn về quan điểm của con sao? Con thấy quan điểm của bạn vậy là con có thấy đồng ý không? Hay là con có cái gì khác bạn không thì con nói luôn. Con thì ba mẹ con thì nhà con cũng có 5 người con gái. Bạn trai á. Nhưng mà giờ nhà em cũng có 5 người gái nhưng mà giờ 4 chị đã lập gia đình hết rồi. Thì nếu mà như theo ba mẹ muốn á thì muốn em về quê. Nhưng mà em không có về quê, em ở đây. Nên em cho anh hỏi thăm là quê em ở đâu không? Ở Đắk Nông. Đắk Nông. Dạ Đắk Nông. Thì em vẫn ở đây tại vì có mấy chị ở đây luôn. Thì như anh nói thì nếu mà được á, quen nhau á, tiến tới hôn nhân á, thì em vẫn về nhà làm dâu được. Nhưng mà có điều là em biết nấu ăn nhưng mà không có được ngon. Không biết cô anh có biết nấu ăn không? À không, cái phần nấu ăn thì anh có thể nấu được. À dạ, tại vì nếu mà về việc gia đình á, thì em không có chu toàn lắm. À. Tại vì em đi làm ở ngoài nhiều á, nên nếu mà tập làm thì vẫn biết làm đó. Anh 5 tuổi còn trẻ lắm mà. Dạ. Cái đó thì cũng không có quan trọng. Dạ. Dạ. Mẹ sẽ dạy dỗ, vấn đề là con có chịu tiếp thu hay không thôi. Dạ. Dạ. Bây giờ em hỏi coi em hơi nhõng nhẽo đó anh có chịu được không? Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói này là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. À. Rất là sợ luôn nên sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ.
có làm nó cũng khóc rồi con. Rồi. Bây giờ có chịu đựng được hay không thôi. Dạ. À, cho anh hỏi là bạn hồi nãy là bạn đồng nghiệp. Dạ, mà vừa bạn ở ngoài vừa đồng nghiệp luôn á. Bây giờ hết đồng nghiệp rồi. Hết đồng nghiệp mà vẫn là bạn thân với nhau à. Dạ. À, ghen có ghen không nè? Có ghen, dạ. con phải nói rõ ràng. Không, bạn này không nên ghen. À dạ không, con cũng thật sự là con không có ít ghen. Dạ, tại vì đa phần là ai cũng thấy một cuộc sống riêng, bạn bè riêng thì mình sẽ tôn trọng cái đời sống của nhau nhiều hơn. Nên miễn sao không đi quá giới hạn thôi là được rồi. Sao con biết chừng nào giới quá giới hạn chừng nào không? Dạ cái đó là trong khi con là con đi họp thường xuyên, con tắt máy, con để chế độ im lặng đúng không? Dạ. Rồi bên đây người ta buồn, người ta đi với bạn khác giới. Rồi sao lúc đó con tính sao? Không, cái đó mình phải có niềm tin tưởng lẫn nhau. Ví dụ như mà đương bình thường thì không sao, hôm nào có giận hờn á con. Dạ. Mà đi chơi với bạn khác giới là dễ nảy sinh những vấn đề vớ vẩn lắm. Vớ vẩn. Ờ. Thế con phải nói rõ quan điểm đó. Ví dụ như bạn khác giới mà là không có gọi là gì đó vô hại đó thì ok. À dạ đúng rồi. Dạ cái đó cũng là vấn đề quan trọng. Vô hại thì ok, còn dạ. Nếu mà có hại là không được. Trai thẳng đứng giống như chú Quyền Linh là không được. Dạ. Phải rõ ràng. Dạ đúng rồi, phải rõ ràng cái đó không cô? Dạ. Mà phụ nữ cũng khó nói lắm. Đôi khi là mình đi với người khác giới ghen, xong mình không đi với người khác giới, mình đi với người cùng giới cũng ghen. Ủa làm gì liếc thấy? Làm gì liếc thấy? Khó hiểu lắm. Ủa người ta thương người ta mới ghen, mắc cười quá à, khó hiểu gì? Ghen, thế nào cũng ghen hết. Chứ thành ra là có nước là bây giờ là chúng ta phải chịu đựng tất cả mọi thứ mới được thôi. À, cho anh hỏi thăm thêm là em có hay ghen không? À, em thì hay suy nghĩ linh tinh á, chứ không có ghen đó, nhưng mà suy nghĩ linh tinh nhưng mà để trong ruột á. À, có thù dai nữa không? Dạ không có thù dai. À, giống như hôm nay giận, hôm nay buồn nhưng mà ngày mai là hết, quên hết luôn. Có khi là em là người hòa, em là người giận nhưng mà em là người làm hòa luôn. À, dạ, à, thì cũng dễ thương quá. Dạ, cũng được. Bé vậy được. Dạ. Bây giờ nè, Phong. Dạ. Bây giờ Kiều Phong bước tới nắm tay cô gái ha, nắm hai tay để cảm nhận. Dạ. Ha, giao lưu về ánh mắt với nhau ha, xong rồi hát tặng một cái đoạn nào đó cũng được. À, con hồi nãy con quên là trong cái nhược điểm con là con hát không được. Nói cái gì đó cũng được. À, nói gì đó cũng được không ạ? Dạ. Nói từ đáy lòng á con. Rồi bé nữ con đáp lại bằng lời ca tiếng hát đi con. Nắm giọng hai của tay. Con là hay à nha, cái giọng nói con hay lắm á. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói cái gì đó, những cảm nhận của mình, những cái cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào đó Phong? À, thật ra là anh cũng không có hay nói chuyện nhiều. Yeah. Thì nếu mà được thì mình có thể là đi tìm hiểu nhau. Rồi về Đắk Nông anh có thể đi xe máy Đắk Nông cũng được. Dạ gần lắm anh. Đã 8 tiếng à. À dạ, ok, không sao hết. Em không biết nói gì. Con không nói, con mượn lời ca tiếng hát con nói đi con. À, ở nhà thì em có chuẩn bị bài hát rồi. Nhưng mà do hôm qua tới giờ không biết sao đau họng quá, không nói ra tiếng luôn. À, nên chắc em chỉ nói cho anh một câu thôi là đủ hoa sẽ đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Nha. Rồi về vị trí ngồi đi. Được rồi đó. Hai bạn để tay vào nút bấm. Để xem đủ điện thì nút sẽ bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Có không đủ điện thì bấm không có kêu hả? Đúng rồi. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì thôi. Giống nhìn lên đi giống. Nào. Nếu một, cảm giác đây là một xong, nửa yêu thương không của mình đếm thì mình luôn bấm. Lên. Được rồi đó. Con đang đợi đếm. Nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ á, bạn nam hướng mắt về ống kính đó, xem như gia đình bạn gái Đắk Nông đang xem. Dạ. Thưa hai bác gì ha. Tụi con xin phép hai bác hẹn hò và hứa cái gì đó nói đi. À dạ. À dạ, con chào hai bác. À, hôm nay con cũng với bảy Dung cũng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì tụi con cũng bấm nút thì con cũng sẽ là cố gắng là quan tâm chăm sóc bảy Dung nhiều hơn. Rồi. Dung. Dung nói gì? Dạ con chào cô. Thì hôm nay con với lại anh Phong cũng có bấm nút. Thì con cũng với anh sẽ ra ngoài sẽ tìm hiểu thêm về nhau. Nếu mà được thì con về gặp cô sau. Dạ. Rồi, hay lắm.
À, bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó, đó con. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của cô Hồng Dung cho con ạ. Cô Hồng Dân á. Cô Hồng Dân, dạ, cô Hồng Dung cho con. Dễ thương cái sao ha. Những cái mắt bẽn lẽn đó, những nụ cười bẽn lẽn đó, những thái độ bẽn lẽn đó, nó sẽ là một viên gạch đầu tiên trong tình yêu. Mà những viên gạch đó bao giờ cũng thành một cái kết quả rất là tốt đẹp. Họ đã đến với nhau rất là nhiều rồi. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một nền tảng rất tốt để các bạn sẽ đến với những hạnh phúc trọn vẹn sau này nha. Chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà. Nắm tay nhau, đừng buông rời tay nhau nào. Bây giờ con móc tiền ra, bỏ vô bóp. À, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Nha, em nhớ trả nha. Chắc con mượn cái ví con bỏ tiền. Kệ nó. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Thôi vậy cho luôn đi, còn bắt trả nữa. Dạ, cái này coi như lấy lộc của chú Linh luôn. Dạ. Đi, khi nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ, cũng được chú. Trời ơi, tính quá tính vậy trời. Dạ, bớ túi tôi còn có 5 ngàn thôi. Dân còn mà bảo không đưa. Không có trong túi, không có tiền luôn, không có cái trời gì. Rồi nè, đây là món quà đầu tiên của thép Vina Kiwi, thép Nhật Bản. Dạ. Thì tặng cho con một bộ son môi Yurika 5 màu. Dạ. Son lì rất đẹp luôn. Dạ. Cái gì mà nặng dữ vậy nè? Nặng quá vậy. À, hệ thống gì đó, fitness, yoga, rồi gym, rồi tắm rửa gì đó, tùm lum tùm la đó con. Nói chung là nãy chú đọc rồi. Tặng hai con. Dạ rồi, cảm ơn. Đúng hả? À, kìa. Đây là quà tặng bình thủy điện Toshiba. Mỗi đứa cái về ha. Dạ. À, đứa về nhà mình để trong nhà đó. Máy này là tự động lau chùi luôn á, nó tự động ghê lắm. Dạ. Tặng mấy con luôn đó. À, bình thủy điện đó là tự động rửa luôn á, tự động. Nó tự động rửa, khỏi ai rửa, xài cái chục năm khỏi rửa luôn. Đây. Quà của dạ. Bỏ tiền vô bóp chưa con? Dạ con bỏ rồi. Ừ, nhớ nha. Năm. Dạ, tặng bóp phải bỏ tiền vô. Dạ. Nhớ cái tiền đó chú đi đám cưới luôn nha. Dạ không, con nhớ kỹ lắm, lát thôi con ghi sổ lại hai chứ. Rồi chúc hai đứa tìm hiểu nhau gọi là thật là cặn kẽ, sau đó thì sẽ đi xa hơn nghe không? Dạ, con cảm ơn. Hai đứa dễ thương lắm á. Dạ. À, với cái nụ cười rất là phúc hậu ha, với cái sự gọi là gắn kết với nhau, chú tin rằng là tụi con sẽ sớm ăn cơm chung nồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô chú. Hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn cô chú và chương trình. Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Dạ. Cho dù bao nhiêu quà cũng nhớ nắm tay nha con. Mình có bao đi nắm tay, đừng có buông. Đây, đi bên đây, đi bên đây. Hai đứa nắm tay xin chào mẹ ăn cái nào. Dung để cho Phong nắm tay Dung. Trời ơi, có đi cầu thăm đây nè Dung, Dung đi cầu thăm. Đâu vậy? Vô chỗ tôi thôi con. Hai đứa nắm tay lại chào mẹ cái nào. Nắm tay chặt lại đừng có buông tay ra. Nguyên tắc là như vậy, lời chào mẹ cái coi. Ở đây nắm tay đây nè. Hả? Hả? Đây chào bạn đó. Bạn nào không nên ghen nha, nãy Dung dặn rồi đó. Trời.